Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 09 về việc tăng cường quản lý vận chuyển giết mổ chế biến tiêu thụ thịt gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, 2018 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, 488 chợ bán thực phẩm và 107 chợ tụ điểm kinh doanh tự phát mỗi ngày giết mổ trên 2.700 con lợn, 430 con trâu bò, 30.000 con da cầm các loại và có trên 150 lượt xe vận chuyển giá súc da cầm đi qua địa bàn tỉnh. Trong đó có khoảng 6.000 con lợn được vận chuyển tiêu thụ. Để chủ động phòng chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức cá nhân chăn nuôi buôn bán giết mổ động vật, chế biến kinh doanh sản phẩm động vật không được giết mổ động vật chết, bị bệnh để chế biến thực phẩm chỉ vận chuyển giết mổ tiêu thụ sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng được cơ quan thú y kiểm soát đối với người tiêu dùng chỉ mua thịt gia súc gia cầm có nguồn gốc xuất xứ có dấu xác nhận của cơ quan thú y phải mua bán thực phẩm đúng nơi quy định không mua bán tại các chợ tụ điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè hành lang an toàn giao thông không đảm bảo an toàn thực phẩm Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 2308 về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương khắc phục hậu quả do lốc xét và mưa đá gây ra trong các ngày 21, 25, 26, 28 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó sẽ có 7,6 tỷ đồng hỗ trợ khu vực sản xuất nông nghiệp, 4,6 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở và hỗ trợ đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do kinh phí hỗ trợ không lớn nên Ủy ban dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ thực tế phát sinh quyết định hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại trên địa bàn quản lý, chủ động sử dụng nguồn ngân sách tỉnh tạm cấp kết hợp với nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại, đồng thời nộp hồ sơ quyết toán theo quy định về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 7 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 12 năm 2018 đến ngày 7 tháng 3 năm 2019, Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa tổ chức lớp học tiếng Hàn Quốc cho người lao động thuộc các huyện 30A để xuất cầu lao động theo quyết định 71-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù khóa học này đã kết thúc, nhưng đến nay nhiều thắc mắc của học sinh về công tác tuyển sinh và đào tạo của nhà trường, về quyền lợi và chế độ của mình vẫn chưa được Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa giải đáp một cách thấu đáo. Theo phản ánh của các học sinh trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, trong khi các em đang theo học một khóa tiếng Hàn Quốc với học phí 4,5 triệu một khóa học 3 tháng, nhà trường đã tự dừng chương trình đào tạo theo cam kết để chuyển các em sang một khóa học khác. Nhà trường tự kết thúc cái khóa học ấy vào ngày 13 tháng 12. Trong khi đấy, khi đấy bọn em mới học được khoảng 50 khoảng 50 đến 60% là cái giáo trình mà nhà trường kiếp đồng của bọn em. Theo ban giám hiệu trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, lý do nhà trường kết thúc khóa học này sớm hơn so với cam kết là để chuyển học sinh sang lớp học theo chương trình EPS của Hàn Quốc và các em sẽ được hưởng chế độ chính sách theo quyết định 71-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng học sinh đã theo học cho biết các em không được giải thích cụ thể mục đích của việc chuyển khóa học. Thời gian học lại chỉ 1,5 tháng thay vì 3 tháng như cam kết. Chương trình học cũng không phù hợp với các em khiến việc thi ngoại ngữ gặp rất nhiều khó khăn. Ban giám hiệu trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa cho biết sẽ mời lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị chủ quản nhà trường cùng đối thoại với học sinh để tháo gỡ các vướng mắc. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua, động thái này vẫn chưa được nhà trường thực hiện và những thắc mắc của học sinh vẫn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 200 bể bơi công cộng, tuy nhiên chỉ có khoảng 10% trong số đó đáp ứng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, điều kiện vệ sinh để được cấp giấy phép hoạt động. Việc các bể bơi chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, song vẫn duy trì hoạt động đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người sử dụng, nhất là đối với trẻ em. Bể bơi trường mầm non Sơn Ca, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, rộng khoảng 700 mét vuông, trung bình mỗi ngày có trên 500 lượt người đến tắm, nhưng chỉ có 3 nhân viên làm công tác cứu hộ. Hầu hết người đến tắm là trẻ em, nên bố mẹ đưa con đến đây phải kiêm luôn việc cảnh giới an toàn cho con. Còn với những em nhỏ không có người lớn đi cùng thì sẽ rất nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra. Thì cháu xuống bơi thì là chỉ đứng để chỉ quan sát uh, mọi cái hành động của cháu làm không có là chị cũng sợ cháu bị đuối nước. Không chỉ thiếu nhân viên cứu hộ, đa số các bể bơi đều không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích, mật độ sử dụng và các điều kiện về cơ sở vật chất khác. Thông tư 03 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mật độ người bơi tại các bể bơi là một người trên một mét vuông ở khu vực có độ sâu dưới một mét hoặc một người trên hai mét vuông ở khu vực có độ sâu từ một mét trở lên. Thế nhưng hầu hết các bể bơi trên địa bàn tỉnh thường xuyên quá tải do nhu cầu sử dụng ngày càng cao, lượng người quá đông dẫn đến tình trạng nước bị ô nhiễm, dễ gây ra các kích ứng về da. Nguy hiểm hơn, nếu như nguồn nước không được kiểm tra đảm bảo vệ sinh, thì đây chính là môi trường phát tán mầm bệnh nhất là các bệnh liên quan đến da và hô hấp. Thưa quý vị và các bạn, do được xây dựng từ lâu nên hiện nay cầu Hợp Giang bắc qua sông Lý, nối xã Quảng Hợp và Quảng Phong huyện Quảng Sương đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cầu Hợp Giang có chiều dài khoảng 60m, chiều rộng mặt cầu khoảng 2m. Mặt cầu được làm bằng bê tông cốt thép, chân cầu được làm bằng cột xi măng nhỏ, trải qua mấy chục năm sử dụng, hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Người dân nơi đây phải dùng những cây gỗ buộc tạm để chống một bên cầu. Thế nhưng mỗi lần phương tiện qua lại, cả cầu lại rung lên, có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Nguy hiểm hơn, cây cầu này không hề có lan can bảo vệ. Những người không vững tay lái có thể bị rơi cả người và phương tiện xuống sông. Cầu chờ xuống cấp nhiều lắm rồi. Coi như người qua lại là rơi xuống sông là người chết cũng đã 2, 3, 4 người chết rồi. Quận tôi cũng nghĩ rất nhiều nhưng mà không thấy ai quan tâm đến cả nằm trên đường nối liên xã, vận chuyển phục vụ sản xuất nông nghiệp của cả thôn Hợp Giang. Do đó, cây cầu này rất đông người và phương tiện qua lại. Mùa mưa bão đã đến, mong mỏi lớn nhất của người dân là chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng sớm có phương án sửa chữa hoặc xây dựng một cây cầu mới để người dân qua lại được thuận tiện, an toàn. Bản tin 18 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước và được chúng tôi cập nhật. Thời gian qua, toàn bộ các thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước đã được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO, đảm bảo yêu cầu công khai minh bạch, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự bình đẳng giữa người vay và người cho vay, tiết giảm chi phí. Do đó, so với trước đây, Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm đơn giản hóa 31% các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ cho các tổ chức tiến dụng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành nông nghiệp đã duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt khoảng 2,7 đến 2,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi tăng khoảng 1,68%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,53% và thủy sản tăng khoảng 6,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 19,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước vừa tổ chức tiêu hủy 330 lít dầu ăn bẩn đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, Cục quản lý thị trường đã phát hiện đối tượng dùng xe máy vận chuyển hàng trăm lít dầu ăn bẩn đã qua sử dụng đựng trong 11 can nhựa trắng, mỗi can có trọng lượng 30 lít, mua của các quán ăn trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đem về Bình Dương bán lại kiếm lời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 35 đến 38 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi từ 39 đến 40 độ. Trung Bộ từ ngày mai 20 tháng 6, mức độ nắng nóng cũng sẽ gia tăng trở lại. Nắng nóng gay gắt từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ vùng tâm nóng lên tới 39-40 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài ít nhất một tuần nữa. Tỉnh ủy Hà Giang vừa ban hành kết luận về xem xét thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang và ông Vũ Văn Sử, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh với những khuyết điểm vi phạm trong việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh. Theo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Hà Giang, tại Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, tỉnh có 309 bài thi của 107 thí sinh được can thiệp nâng điểm. Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 5 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đêm ngày 18 tháng 6, tại khu vực ven bờ sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra sạt lở, làm 6 căn nhà hư hại hoàn toàn, thiệt hại hàng tỷ đồng. Trước đó, cũng tại khu vực này đã xảy ra sự cố sạt lở, làm 4 nhà dân bị sụt lún xuống sông. Nguyên nhân của tình trạng sạt lở sụt lún nhà dân là do ảnh hưởng của dòng chảy mạnh gây sói lở, tạo hàm ếch. Sau khi sự cố sạt lở xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An đã tổ chức di rời toàn bộ người và tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng đến khu vực an toàn và bố trí chỗ ở tạm thời. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 888 25 36 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.